chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Hà Hồ nhận cách xê thấp trong show của Diva Hà. Được Trấn Thành mời tham gia live show của Sohyang tại Việt Nam, Hà Hồ nói nếu show cháy vé, cô nhận đủ cách xê, còn nếu chương trình quá tốn kém, cô có thể không nhận tiền. Sáng ngày 10 tây tháng 12, Hồ Ngọc Hà dự họp báo giới thiệu live show Sparklight Concert Sohyang in Việt Nam của nữ ca sĩ Sohyang đến từ Hàn Quốc. Nữ hoàng giải trí Việt Nam cho biết, cô chuẩn bị ra sân bay đi Hà Nội lo cho công việc, nhưng vì trân trọng đêm nhạc, quý mến Sohyang và được MC Trấn Thành đích thân mời, cô tranh thủ ghé qua sự kiện. Hà Hồ tâm sự, khi được Trấn Thành mời làm ca sĩ khách mời trong đêm nhạc ngày 14 tây tháng 12 của Sohyang, cô rất áp lực vì ngoài diva xứ Hàn, chương trình còn quy tụ các danh ca của Việt Nam gồm Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Trần Thu Hà. Có tuổi nghệ trẻ hơn các đàn anh đàn chị, giọng ca cả một trời thương nhớ nói đùa, mình là kẻ ất ơ. Dù vậy, cô cho rằng làm nghệ sĩ không được sợ nên nhận lời tham gia và cố gắng chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Trấn Thành bảo, dàn sau việc tham gia Sparklight Concert, Sohyang in Việt Nam với cách xê thấp so với mức họ thường nhận được. Còn Hồ Ngọc Hà thì tiết lộ, nếu show cháy vé thì cô yêu cầu Trấn Thành trả đủ tiền cho mình. Còn nếu Trấn Thành và ban tổ chức phải lo quá nhiều việc, cô sẵn sàng không nhận cách xê. Thân thiết với Sohyang, Trấn Thành giúp cô tổ chức live show đầu tiên tại Việt Nam và mời sau việc tham gia trong đêm nhạc. Nam MC diễn viên tiết lộ, anh trực tiếp lên kịch bản chương trình lựa chọn ca khúc. Tôi lớn lên với bản nhạc của anh Tuấn Ngọc, chị Khánh Hà, chị Hà Trần. Tôi hiểu rõ họ hát tốt nhất ở những bài hát nào. Họ đều rất vui khi nhận được các ca khúc do tôi yêu cầu. Như Trấn Thành bật mí, Sohyang sẽ hòa giọng cùng dàn ca sĩ Việt Nam trong một ca khúc về Giáng sinh ở cuối chương trình. Cô có thể sẽ song ca cùng nghệ sĩ Tuấn Ngọc trong một bài hát, nhưng không kịp tập luyện để hát chung với các ca sĩ còn lại. Trấn Thành ôm Sohyang khi gặp gỡ ở họp báo. Nói về việc ngôi sao xứ Hàn chọn Việt Nam là nơi dừng chân để tổ chức show, Trấn Thành nói vui, chắc vì cô ấy quý vợ tôi. Hoa hậu doanh nhân Thu Hoài là nhà tài trợ của đêm diễn. Người đẹp chia sẻ, con trai cô là một tín đồ âm nhạc. Cô biết đến Sohyang sau những lần nghe con trai bật các ca khúc của cô ca sĩ có giọng cao như hét. Hồi tháng 6, Sohyang từng đến Việt Nam diễn trong live show của Thu Minh. Sau lần song ca đó, cô bất ngờ vì ở Việt Nam cũng có một giọng ca đẳng cấp. Diva Hàn cảm thấy tiếc nuối khi lần này Thu Minh không thể tham dự show diễn của cô. Cô hy vọng sẽ có cơ hội đứng chung sân khấu với nhiều ca sĩ khác của Việt Nam.